xe với Thảo tự nhiên chú nén ra đi ngồi ăn mày. Bỏ giải. Dạ bé Long. Bé Long. Bé Long. Bé Long. Bé Long. Bé Long. Thảo mình sao vậy? Ta tự nhiên thấy con tự nhiên con tay lên mặt thấy anh đẹp rồi. Bé Long. Bỏ giải. Giải. Bỏ giải. Con giải với Thảo. Ổn không? Hả? Ổn không? Ổn chứ. Mấy cái chuyện này có gì đâu mà. Hello ông bà của chú anh chị và các bạn nha. Tao tự nhiên mình nghĩ được có thể vô đây mình vui với các bạn. Hôm nay mình có bàn tròn tròn ông anh mình với bà chị mình nha các bạn. Là mình sẽ ăn đồ cúng và dạy bồ bị ma nhập. Nhưng mà không phải là mình lụm đồ nha, bởi vì mình còn nhỏ. Mình không biết cách lụm như làm sao, cho nên mình lại mua bì bánh hay mình giả bộ mình lụm ở chảo ra. Mình ăn xong mình giả bộ bị ma nhập rồi mình nói để cho anh chị mình vừa sợ nha các bạn. Giờ mình ra mình kêu anh với chị mình ra đây nha các bạn. Rồi mình sẽ treo máy quay nha các bạn. Đi luôn nha các bạn. Chưa đứng đi mình cũng sợ nhưng mà không theo nha các bạn. Vì video chịu view cho nên mình sẽ làm nha các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ ra làm bánh mình ngồi mình ăn ngang trò ông anh với chị mình xuống nha các bạn. Bánh này là mình mua nha các bạn, cho các bạn được nghĩ sai gì mình nha. Giờ mình ngồi đây mình biết là mình ăn nha các bạn. Ôi xa mát mẻ tí. Màu vàng của chú chị rồi các bạn. Tao hay hẹn gì hai lâu cũng dữ không. Two thousand years later. Giờ chưa xuống mà. Quả bánh luôn mày ăn như vậy? Mày ăn như vậy? Bánh. Sao tự nhiên bánh được chui ra vậy? Đi sao chui ra mà đi ăn giải đâu? Buồn buồn bẹm. Ấy lại sình heo lầy không vậy? Mày sao reo đi ngồi anh vậy? Có chỗ ăn thì nó chưa thấy ăn ngồi anh ơi. Bánh này đâu ngon ngỡ? Bánh đâu ngon ngỡ cho mấy mày quá. Quật trước hả? Cái này đâu vậy? Lại đâu? Trước hả? Hả? Đừng kêu đẹp em lấy bánh từ trong đây ơi. Trong đó còn bì rồi nghe là mẹ ngay. Cái bánh bì vậy của em. Xem ra nữa. Mày lấy bánh trong của mẹ. Chu một mẹ người ta cúng đồ. Người ta cúng rồi nữa nữa. Chưa hết mày ăn. Người chết người ta ăn. Sao mày đi mày lấy mày. Sao chưa nắng em chưa con sao mà bia đen đầu em vậy? Ôi, em muốn nhà em sao nó lại em cái gì vậy? Thôi chụp đi. Chụp đi. Mà còn bây giờ ăn ra là mày. Thôi chứ mày mua cái gì mà ăn? Hay là dụ em chụp ở đây thôi là mày ăn. Tao tao thèm ăn mấy bánh á mày. Có tiền mua cái khác thì ăn cho chứ mày ăn. Chu, thằng này nó hết chịu nè. Ừ, giờ 11 mà 2 giờ trưa mày ra đây mày ngồi mày ăn bánh mày bị khùng sao mày? Ủa em vậy á. Thôi đi giờ. Không. Giờ cho tiền mua bánh khác ăn. Nó bị khùng sao với Thảo tự nhiên chú nén ra đi ngồi ăn bé. Quả giải. Giải bé Long. Bé Long. Bé Long. Bé Long. Bé Long. Bé Long. Thảo bị sao vậy? Ta tự nhiên thấy con tự nhiên con tay lên mặt thấy anh đẹp rồi. Bé Long. Quả giải. Giải. Quả giải. Con giải với Thảo. Ổn không? Hả? Ổn không? Ổn chứ. Mấy cái chuyện này có gì đâu mà. Bị vậy mày? Thảo nó im một cái Thảo đi chứ nhà chú mẹ lên coi thử đi sao đó. Hello. Hello. Ăn bánh chú mẹ thử đi. Chú đang bị sao vậy? Hello. Hello. Vậy mày. Hello. Chú không có bình tiền quá.
Tụi mày biết gì này? Hả? Rồi nó bị khùng sao mày, chắc bị sao vậy? Bà Long ơi, cái đồ bị thảo sao giờ kêu gì chưa về nhà nữa. Cái đồ Bà Long. Anh ơi, nhà em bên mẹ em đi làm hết trời nhà nó. Chú ăn bánh rồi dài tươi vậy. Chưa đến ngồi đâu hàng nhà nào. Bà Long. Lộn chạy thôi. Mẹ nó bị sao vậy bị thảo? Đi ra đi coi. Hello. Mẹ nó bị sao vậy? Bà Lũng mày xíu mày quá. Dậy. Dậy. Tính mày ơi. Tôi sao lại mấy con. Bà Lũng. Gì mày. Hả? Còn vậy. Để cho nó. Địa xong làm ăn của mày. Có cái đèn em mua á. Em mua hai bịch cúng nhờ cô chú đèn bịch này em lắm bịch em cho anh. Hết tiền cho thì sao? Hết tiền cho sao mày? Vậy nó mới hay ba cái trà cho nhẹm với của hai à. Mày nhẹm hay hay không? Đâu bánh đi mà mua hay là đâu lại? Mua. Đừng lục nó sao mà hết chuyện cho. Mua bánh gì vậy? Mua bánh thì vô nhà em đi ra đây nào ăn cho nữa chứ. Sao vô nhà ăn? Đều thì cúng. Nói đi chưa? Bình yên không muốn cho anh nèm lên lớp nào. Đâu? Hôm nãy rồi mình tưởng mình cho mắt trở mắt lên, tưởng mày bị thiệt cho. Ôi giời, em gì ngu vậy? Không có đi ra mẹ em ăn mấy cái đồ mẹ người đó người ta cúng rồi ăn cho. Người ta cúng rồi phải xin phép đồ mình dám ăn, phải thâu ra hốt ăn của người ta. Biết rồi. Em nói làm như em ngu lắm á. Đâu có mấy mấy que đâu. Kìa. Chụp đeo que. Chụp, bỏ ông tay lé đồ dày rồi nhá. Giết cho bụi rồi chứ. Mày mấy ai bày mày đó vậy? Em tự nghĩ thế à. Mấy cái bàn tròn nhảm nhí của hai mà làm treo xứng tầm với em rồi. Nãy giờ thấy cái hang mà, nãy giờ thấy hang à? Không, thấy hang không vui chút nào đó. Ê, vậy mà kêu vui. Mày ra mang coi nữa, mày chích mẹ tao á, của trường hả? Thôi, gì vậy Thảo? Đi gì vậy? Đi gì vậy? Dạ. Gì vậy? Đậu nữa, nhập thiệt hả? Đừng! Đừng! Đừng có bỏ em! Màn tròn của mình thấy các bạn thấy nó cái hay không các bạn? Sao tự nhiên mình thấy nó ngu ngu xem sao hả? Nhưng mà thâu cọ, dù gì cũng cho được hai ông bé thành công nha các bạn. Nhưng mà các bạn, các ông chú, các anh chị nào mà thấy video này nó hay á thì nhớ đỡ lại cho mình một like, một đăng ký, cộng thêm lại bấm cái nút chuông lên hay là có màn cho nào hay á thì đỡ lại phần bình luận bên dưới nha. Mình mệt quá. Đó, thì nói chung là video mình kết thúc tại đây đâu. Xin chào tạm biệt các bạn nha.